Tất cả chúng ta khi sinh ra trên đời đều mong muốn được hạnh phúc. Tuy nhiên, không ai có thể trả lời một cách chính xác làm thế nào để đạt được hạnh phúc. Mỗi người có thể có định nghĩa riêng về hạnh phúc. Có những người định nghĩa nó rất đơn giản, trong khi có những người khác lại định nghĩa nó lớn lao và xa vời hơn. Cuộc sống là hành trình không ngừng nghỉ để tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. Tất cả chúng ta đều mong muốn có một cuộc sống ấm no, gia đình hòa thuận, thành công trong cuộc sống và đạt được những ước mơ của mình là điều hạnh phúc nhất. Nhưng đối với những mảnh đời khi sinh ra đã phải chịu nhiều sự bất hạnh, thì hạnh phúc đối với họ lại là những điều xa xỉ. Sự bất hạnh dồn họ vào chân tường, khiến họ cảm thấy ngột ngạt với chính cuộc sống hiện tại. Từ đó thúc đẩy họ làm mọi cách để tìm kiếm hạnh phúc, dù có phải dùng đến những cách thức tiêu cực nhất. Đến với vụ án lần này, chúng tôi mong rằng có thể giúp cho các bạn nhìn thấy được thêm góc khuất nữa trong cuộc sống này, nơi mà có những người phải chịu đựng sự tổn thương trong quá khứ, phải tìm cách sống chung với sự tổn thương này ở hiện tại. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ Án X. Giang Tô là một tỉnh lớn của Trung Quốc, xếp thứ tư trong các đơn vị cấp tỉnh, chỉ sau Thượng Hải, Bắc Kinh và Thiên Tân, vốn đã xuất hiện từ thời Trung Hoa cổ đại và đứng vững qua hầu hết các triều đại lớn của Trung Hoa như Chu, Tần, Hán, Tùy, Đường, nên không có gì ngạc nhiên khi những kiến trúc thời xưa vẫn còn được Giang Tô lưu giữ và biến thành những thắng cảnh nổi tiếng, long lanh như tranh ở Trung Quốc. Vì vậy, là một trong những vùng đất trọng điểm về du lịch, có nhiều lượt khách du lịch ghé thăm. Xe buýt cũng là một phương tiện được khá nhiều du khách lựa chọn để di chuyển. Đôi khi đi xe buýt cũng là một cách để tham quan thành phố. Tuy nhiên, vào trưa ngày 23 tháng 7 năm 2005, cảnh sát nhận được tin báo từ một người tên là Hà Anh, 27 tuổi. Cô nói rằng cô nghi ngờ có thi thể được đặt ở trong cốp chiếc xe buýt số 6 mà mình đang đi. Cụ thể, Hà Anh nói rằng khi đang đi trên đường thì chiếc xe bị hư, tài xế dặn mọi người ngồi yên, còn anh ta thì xuống xem đang xảy ra sự cố gì. Cô gái này là một du khách đến từ tỉnh khác. Vì tò mò với quang cảnh ở Giang Tô nên đã xuống xe. Thấy bác tài xế đang kiểm tra xem máy móc ở cốp sau, Hà Anh chạy đến hỏi thăm. Vị tài xế này rất thân thiện, nói rằng xe sắp sửa xong rồi. Tuy nhiên, thứ mà cô chú ý đến là ở bên cạnh hệ thống máy móc này có một khoang để đồ. Ở đây có một thùng giấy khá kỳ lạ. Nó rất to và còn bị ướt hết một nửa ở phía dưới. Và thứ nước này có màu đỏ giống như là máu. Hà Anh là y tá và tiếp xúc với y học từ năm lên 19 tuổi, nên cô nhanh chóng phát hiện ra đây là máu người. Để tránh sự nghi ngờ, cô đã lặng lẽ ra một chỗ khác và gọi điện cho cảnh sát. Nghe được sự việc và biết được thông tin của chiếc xe buýt, một đội điều tra đã được thành lập. Họ nhanh chóng định vị chiếc xe, theo dõi để xác minh sự việc. Khi chiếc xe buýt về trạm, cảnh sát đã tiến hành vây bắt và khám xét chiếc xe. Vị tài xế xe buýt sau khi nhận được lệnh khám xét từ cảnh sát đã vô cùng bất ngờ và hoang mang. Tuy nhiên, đã hợp tác mở cốp xe để cảnh sát tiến hành kiểm tra. Quả thật là đã tìm thấy một thùng giấy nằm ở dưới cốp, giống như lời khai báo vừa được nhận trưa nay. Ở bên trong thùng có một thi thể nam giới. Sự việc này khiến cho tất cả mọi người trong bến xe buýt đầy bàng hoàng. Hiện trường phát hiện ra thi thể lập tức được phong tỏa, không cho người ngoài tiếp cận ở trong bán kính 3 km. Nạn nhân trước khi được bỏ vào thùng giấy đã được bọc lại bởi một chiếc bao ni lông màu đen. Người nạn nhân co lại giống như một bào thai. Các pháp y dự đoán có lẽ nạn nhân đã bị hung thủ giấu xác ngay lập tức sau khi giết bằng cách bỏ gọn thi thể vào bao ni lông. Từ đó, cơ thể mới có hình dạng như vậy. Thi thể đã chết được một thời gian sẽ cứng lại. Việc bỏ gọn thi thể vào trong thùng với tư thế như hiện tại là điều khó có thể xảy ra. Nhìn bằng mắt thường, mọi người trong đội điều tra thấy rằng thi thể có rất nhiều máu đến mức làm đổi màu chiếc áo sơ mi màu xanh dương và quần jean đang mặc. Nguyên nhân chiếc thùng giấy ướt là vì bao ni lông đã bị thủng, phần máu ở dưới đáy bao chảy ra ngoài. Trước khi đưa thi thể ra khỏi thùng giấy để khám nghiệm tử thi, cảnh sát đã tiến hành dò tìm manh mối phía bên ngoài thùng giấy. Có khả năng cao hung thủ đã để lại dấu vân tay ở trong quá trình giấu xác nạn nhân. Dấu vân tay chính là đặc điểm cơ thể riêng của mỗi người và do vậy dấu vân tay được xem như một chứng cứ để nhận diện và truy tìm tội phạm dễ dàng nhất.
cảnh sát phun ninhydrin lên bề mặt thùng giấy chưa bị ướt. Chất này sẽ có tác dụng với các amino acid có trong vân tay và tạo thành phản ứng màu tím hoặc màu đỏ. Từ đó có thể quan sát và thu thập vân tay bằng cách chụp ảnh hoặc băng dính. Quả thật là cảnh sát đã thu về tổng cộng 25 mẫu vân tay khác nhau, trong đó có tầm 10 dấu vân tay dính màu khá mờ. Điều này chứng tỏ là đã có ít nhất 3 người chạm vào chiếc thùng này. Nhận thấy có thể tìm được chủ nhân của các dấu vân tay thông qua hồ sơ căn cước công dân trên cổng thông tin, cảnh sát đã tiến hành gửi các mẫu vân tay cho đội phụ trách phân tích dữ liệu với hy vọng rằng có thể tìm ra được danh tính chủ nhân của các dấu vân tay càng sớm càng tốt. Ngoài dấu vân tay ra, vì không thu được thêm bất cứ bằng chứng nào khác nên cảnh sát tiến hành đưa thi thể nạn nhân ra khỏi thùng giấy, tiến hành khám xét thi thể một cách tổng quát và chuyên sâu. Đầu tiên, nạn nhân có một vết bầm ở cổ. Vết bầm này được tạo ra khi dùng một sợi dây quấn quanh cổ và tiến hành siết chặt. Hành động này sẽ làm cho nạn nhân ngạt thở. Đây được cho là nguyên nhân chính khiến cho nạn nhân tử vong. Ngoài ra, ở trên thi thể còn có một vết thương đâm ở bụng. Tuy nhiên, vết đâm này không đâm trúng động mạch chủ nên không thể khiến nạn nhân chảy nhiều máu như hiện trạng cảnh sát đang thấy. Để nhuộm đỏ cả bộ đồ đang mặc, lẫn ướt cả một nửa thùng giấy là điều không thể. Ngoài ra, ở trên người nạn nhân cũng không còn vết thương nào khác. Nghi ngờ có khả năng cao, đây có thể là vết máu của một người khác. Pháp y đã nhanh chóng điều tra, lấy mẫu máu ở trên quần áo của nạn nhân, máu đọng lại ở dưới đáy bao ni lông và ADN của nạn nhân để tiến hành xét nghiệm. Sở dĩ lấy hai mẫu máu ở trên quần áo và ở dưới đáy ni lông chính là dựa vào màu sắc cũng như độ đông của máu ở hai nơi. Máu ở trên quần áo dường như xuất hiện trước, tiếp xúc lâu với không khí nên màu đen sẫm hơn, còn ở dưới đáy bao ni lông màu đỏ này có phần tươi hơn một chút. Đúng như dự đoán của pháp y, máu ở trên quần áo của nạn nhân thuộc về một người khác, máu ở dưới đáy bao mới chính là của nạn nhân. Phát hiện này đã giúp cho cảnh sát nhận thấy rõ sự nghiêm trọng của vụ án. Chắc chắn lần này không chỉ có một mà còn có khả năng là hai mạng người đã chết. Trên cúc áo của nạn nhân cũng tìm thấy được một sợi tóc khá dài. Sau khi đưa đi xét nghiệm, chính xác sợi tóc và máu dính trên quần áo nạn nhân là thuộc về cùng một người. Trên ba ngón tay ở giữa của hai bàn tay đều bầm tím. Các pháp y phán đoán chắc chắn nạn nhân đã dùng tay để nới sợi dây thắt ở cổ ra nhưng không được. Hung thủ đã dùng sức siết chặt khiến cho các ngón tay tích máu ở đầu ngón và gây ra hiện trạng bầm tím. Dựa vào các dấu vết vừa phát hiện ở trên thi thể, pháp y chuẩn đoán thời gian nạn nhân tử vong sẽ rơi vào khoảng từ 9 giờ đến 11 giờ tối ngày 22 tháng 7, tức là chỉ vừa mới tối hôm qua mà thôi. Sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát đã tiến hành truy tìm danh tính của nạn nhân. Người tài xế lái xe trở thành người tình nghi số 1 của vụ án. Tài xế lái chiếc xe buýt số 6 này tên là Giật Nam, 45 tuổi. Khi biết sau cốp xe mà mình lái có giấu một xác người khiến anh ta cực kỳ hoang mang lẫn sợ hãi. Khai báo với cảnh sát, Giật Nam không hề biết việc này và đây không phải là xe anh ta phụ trách. Chiếc xe buýt chứa thi thể này thuộc mảng phương tiện công cộng của một công ty giao thông vận tải của tỉnh Giang Tô. Mỗi tài xế phụ trách một chiếc xe buýt riêng. Sau thời gian cố định mà các xe buýt cần phải lưu thông ở trên đường, các tài xế có thể lái chiếc xe đi đâu mà họ muốn, miễn là không rời khỏi trung tâm thành phố. Chiếc xe buýt số 10 mới đúng là chiếc xe của Giật Nam, nhưng đã được phía công ty mang đi bảo trì hai hôm nay. Vì vậy, anh ta đang trong quá trình được nghỉ để chờ xe bảo trì xong. Nhưng vào 4 giờ sáng ngày 23, Giật Nam nhận được cuộc gọi của ông Lâm Kỳ Sơn, 52 tuổi, nhờ lái thay ông vào ca buổi sáng. Theo quy định của công ty, nếu tài xế muốn thế người lái thì phải báo cáo lên tổng bộ chờ được xét duyệt, tuyệt đối không được tự ý đổi tài xế. Tuy nhiên, vì Lâm Kỳ Sơn đã nhiều lần giúp đỡ mà ông ta chỉ nhờ lái giúp vài tiếng đồng hồ nên Giật Nam đã đồng ý. Không thể ngờ được, đằng sau cốp xe lại chứa một thi thể người. Dù Lâm Kỳ Sơn hẹn 5 giờ có mặt, nhưng đến 5 giờ 10 phút, ông ta mới tới nơi và giao xe cho Giật Nam. Sở dĩ muộn như vậy là vì Lâm Kỳ Sơn có thói quen lái xe về tận nhà ông ta thay vì đỗ ở bãi. Vừa khai báo, anh vừa đưa ra bằng chứng là đoạn tin nhắn mà anh ta và Lâm Kỳ Sơn đã trao đổi với nhau. Thông qua những thông tin vừa thu được, cảnh sát biết được rằng Giật Nam đã nhận xe của Lâm Kỳ Sơn vào 5 giờ sáng ngày 23 và dự định sẽ trả xe cho ông ta vào lúc 12 giờ trưa.
kết quả từ đội phân tích dữ liệu sau khi kiểm tra hệ thống lưu trữ các dấu vân tay đã có, xác nhận ở trên thùng quả thật có 5 dấu vân tay thuộc về bàn tay phải của Giật Nam. Có 10 dấu vân tay là của Lâm Kỳ Sơn, những dấu vân tay dính máu thuộc về một người tên Lâm Bạch Ngọc là con gái nuôi của Lâm Kỳ Sơn. Việc có đến tận dấu vân tay của ba người khiến cho cảnh sát có chút hoang mang. Tuy nhiên, điều mà cảnh sát chắc chắn chính là một trong ba người là hung thủ gây án. Nhận thấy cảnh sát đang nghi ngờ mình, Giật Nam đã khai báo rằng sáng nay quả thật là chiếc xe đã gặp sự cố ở trên đường vì anh ta cần không gian rộng nên đã đẩy chiếc thùng ra xa một chút, thuận tiện để quan sát máy móc nằm bên trong. Ban đầu khi nhìn thấy, anh ta cũng chỉ tưởng đó là một thùng thịt lợn vừa mới được mổ xong và được Lâm Kỳ Sơn mua về để làm gì đó mà thôi. Ngoài ra, Giật Nam cũng đã đưa ra bằng chứng chứng minh trong thời gian được cho là nạn nhân tử vong, anh ta đã ở nhà cùng vợ và con trai của mình. Nhờ vậy, anh ta đã thoát khỏi diện tình nghi vì có bằng chứng ngoại phạm. Nghi phạm trong vụ án lần này chuyển đến Lâm Kỳ Sơn, là một tài xế phụ trách chính cho xe buýt số 6. Trước khi bàn giao xe cho Giật Nam, thời gian trước đó, hành tung của chiếc xe chỉ có Lâm Kỳ Sơn biết. Vừa hay, đó cũng là khoảng thời gian được cho là thời gian xảy ra án mạng. Cảnh sát đã tiến hành tìm danh tính của nạn nhân, cũng như ADN của người đã để lại máu và tóc của mình trên thi thể của anh ta. May mắn rằng vì vừa mới qua đời nên khuôn mặt vẫn còn nhìn nhận được rõ nét mặt. Thông qua đối chiếu hình ảnh, gương mặt của nạn nhân và hồ sơ căn cước công dân trên cổng thông tin dữ liệu, cảnh sát đã tìm ra danh tính của nạn nhân. Anh ta tên Bùi Khải Lâm, 28 tuổi, người Giang Tô. Có một thông tin mà cảnh sát vừa điều tra được chính là người này vừa mới đăng ký kết hôn cùng Lâm Bạch Ngọc, 24 tuổi, vào buổi sáng ngày 22 tháng 7. Bất ngờ nhất chính là Lâm Bạch Ngọc chính là con gái nuôi của Lâm Kỳ Sơn. Hiện giờ là 11 giờ 50 phút, cảnh sát ghi nhận Lâm Kỳ Sơn đã xuất hiện tại bến xe buýt và đang tiến lại hiện trường phát hiện ra thi thể. Thấy cảnh sát cũng như là chiếc xe buýt của mình bị phong tỏa, ông ta cực kỳ ngạc nhiên. Lâm Kỳ Sơn không giấu được sự bàng hoàng khi nhìn thấy thi thể của Bùi Khải Lâm đang nằm cạnh xe buýt của ông ta. Lâm Kỳ Sơn nhanh chóng được mang đi thẩm vấn. Ông cũng được cảnh sát thông báo về những thông tin vừa tìm được về nạn nhân. Nhờ vậy, ông mới biết được rằng Bùi Khải Lâm là người yêu và đã chuyển thành chồng của con gái mình. Theo lời khai của Lâm Kỳ Sơn, sở dĩ ở trên thùng giấy có dấu vân tay của ông ta là vì chính tay ông đã gom nó từ một cửa hàng tạp hóa, tính bụng sẽ mang nó về nhà, đóng gói một vài món đồ, cất đi cho gọn. Không ngờ, chiếc thùng này lại trở thành chiếc thùng đựng xác của Bùi Khải Lâm. Ngoài ra, khi được hỏi về lịch trình tối ngày hôm qua, Lâm Kỳ Sơn khai rằng sau khi tan làm vào lúc 8 giờ tối, ông đã lái xe buýt về nhà rồi đậu ở bãi đất trống ở bên cạnh. Tiếp đó, Lâm Kỳ Sơn đã đến nhà của một người họ hàng chơi. Nhậu say đã khiến cho ông ta không nhớ được bản thân đã về nhà lúc mấy giờ. Khu nhà của ông ta nằm ở ven thành phố. Nơi đây đều là những gia đình nghèo sinh sống nên cũng không có nhà nào có lắp camera để theo dõi cả. Lâm Kỳ Sơn nói rằng, lúc tỉnh dậy đã là 4 giờ kém 5 phút sáng tại nhà riêng và nhanh chóng nhận ra không thể lái xe được với tình trạng sức khỏe hiện giờ nên đã gọi điện nhờ Giật Nam lái giúp mình ca buổi sáng. Trong suốt từ 8 giờ tối cho đến 4 giờ sáng, ông không hề biết chiếc xe đã xảy ra vấn đề gì hay ai đã đụng vào nó. Lời khai này vừa khớp với những gì mà Giật Nam đã khai báo. Thêm vào đó, gia đình họ hàng xa này cũng đã xác nhận Lâm Kỳ Sơn có ghé qua chơi. Vì vậy, sự nghi ngờ của cảnh sát đối với người này cũng giảm hẳn thông qua những bằng chứng ngoại phạm mà ông ta vừa cung cấp. Chỉ còn nghi phạm thứ ba là Lâm Bạch Ngọc, người có dấu vân tay dính máu trên thùng giấy, cũng là người vợ vừa mới cưới của nạn nhân. Liên hệ với cô gái này rất nhiều lần nhưng không nhận được bất kỳ sự hồi âm nào. Khi được hỏi về tung tích thời gian gần đây của Lâm Bạch Ngọc, Lâm Kỳ Sơn nói rằng ông không biết cô đã đi đâu. Điều tra tất cả các thông tin về vé tàu, vé máy bay, thông tin lưu trú hay thuê khách sạn ở Giang Tô hay các tỉnh lân cận đều không hề có tên của Lâm Bạch Ngọc. Hiện tại cô gái này bốc hơi như chưa từng tồn tại vậy. Vì vậy, sự nghi ngờ cô gái này là hung thủ gây ra vụ án rồi bỏ trốn ngày càng được đẩy lên cao. Một giả thuyết đã được đặt ra. Có thể giữa Lâm Bạch Ngọc và Bùi Khải Lâm đã xảy ra xích mích gì đó. Và trong cơn tức giận, cô đã vô tình giết chồng mình, sau đó đã lấy thùng giấy mà bố cô đã cất để đựng thi thể rồi giấu nó vào trong cốp xe buýt.
Tuy nhiên, giả thuyết này cực kỳ phi logic. Đầu tiên là vì số lượng máu của ai đó dính quá nhiều trên quần áo của nạn nhân. Với số lượng máu này có thể khiến một người rơi vào nguy kịch vì mất quá nhiều máu, thậm chí là mất cả mạng sống. Thứ hai, khi xem xét các dấu vân tay của Lâm Bạch Ngọc trên thùng giấy có chút không hợp lý. Thông thường, khi ai đó muốn nâng một chiếc thùng nặng lên trên cao, hai tay sẽ có xu hướng hướng ra ngoài. Tuy hai tay sẽ đặt ở vị trí cạnh thùng giấy, nhưng chắc chắn chúng sẽ đối xứng với nhau, mà tâm đối xứng chính là trọng tâm của chiếc thùng giấy. Khi đó mới có lực để nhấc chiếc thùng giấy lên, di chuyển nó đến nơi mình muốn. Dẫu hung thủ có thể sử dụng xe đẩy hay dụng cụ hỗ trợ, thì chắc chắn cũng phải sử dụng tay để di chuyển cái thùng. Nhưng thứ tự của các dấu vân tay của Lâm Bạch Ngọc ở trên thùng giấy lại chồng lên nhau với đủ mọi phương hướng. Nó giống như là có ai đó đã cố tình lấy tay của Lâm Bạch Ngọc đè lên. Có lẽ mục đích của hung thủ làm vậy là để lại dấu vân tay của cô, từ đó đánh lừa cảnh sát thì đúng hơn. Nhưng dấu vân tay của Lâm Kỳ Sơn lại trùng khớp hoàn toàn với những vị trí mà thông thường tay sẽ đặt khi ôm một thùng giấy để di chuyển. Trong lý lịch của Lâm Bạch Ngọc ghi rằng số cân nặng của cô là 45kg. Dù cô có tăng lên 48 hay 50 thì việc di chuyển một thùng giấy có chứa cái xác hơn 70kg là một điều cực kỳ khó khăn. Nhưng với Lâm Kỳ Sơn, ông ta khá cao to nên việc di chuyển thùng giấy này khá đơn giản. Nhận thấy có quá nhiều vấn đề chưa được tìm hiểu về cô gái Lâm Bạch Ngọc này, cảnh sát đã tiến hành điều tra sâu hơn về cô. Cảnh sát tìm thấy được lịch sử khám bệnh tâm lý của Lâm Bạch Ngọc. Cô đã điều trị tâm lý được 4 năm, tức là từ năm cô 20 tuổi. Vốn dĩ, bệnh viện và bác sĩ điều trị không được tiết lộ bệnh án của bệnh nhân. Nhưng sự việc lần này có liên quan đến án mạng, nên đã hợp tác khai báo cho cảnh sát biết. Thật ra, lý do mà Lâm Bạch Ngọc chữa trị tâm lý bắt nguồn từ việc lúc cô mới 14 tuổi được Lâm Kỳ Sơn nhận nuôi. Tưởng chừng như cuộc sống tốt đẹp hơn sẽ đến với cô gái, nhưng đây thực chất là mở đầu cho hành vi quấy rối tình dục của ông ta. Cho đến năm cô 18 tuổi, người đàn ông biến thái này đã chính thức xâm hại cô và có rất nhiều hành động quấy rối tình dục mang cấp độ kinh khủng hơn trước. Ngoài ra, cô còn kể rằng mỗi lần cô làm điều gì không vừa ý, nhất định sẽ nhốt cô vào trong nhà kho tối om và bốn bức tường lạnh lẽo. Ngoài phòng ngủ ra, đó là nơi thứ hai mà cô bị quấy rối tình dục từ người bố nuôi của mình. Bác sĩ điều trị cũng đã nhiều lần khuyên cô hãy tố cáo với cảnh sát, nhưng cô đã chọn cách im lặng. Vì cô biết rằng nếu không được nhận nuôi, cô sẽ không bao giờ được đi học tiếp, sẽ không có ai chịu nuôi nấng cô một cách đầy đủ như Lâm Kỳ Sơn. Môi trường trong trại trẻ mồ côi còn đáng sợ hơn gấp trăm lần so với việc bị người bố nuôi này quấy rối tình dục. Sự mang ơn chính là rào cản lớn nhất khiến cho cô không thể tố cáo Lâm Kỳ Sơn. Bệnh viện cũng có trách nhiệm phải giữ bí mật và tôn trọng quyết định của bệnh nhân, nên chính bác sĩ điều trị dẫu có muốn báo cảnh sát về sự việc của Lâm Bạch Ngọc nhưng không thể. Một cảnh sát chợt nghĩ ra việc sợi tóc dài bí ẩn vướng trên cúc áo sơ mi của Bùi Khải Lâm có phải là của Lâm Bạch Ngọc hay không. Tuy nhiên, để xác định ADN của cô khá khó vì hiện tại không biết cô đang ở đâu và giữa cô và Lâm Kỳ Sơn cũng không phải là cha con ruột. Bác sĩ điều trị đã nói với cảnh sát rằng khi Lâm Bạch Ngọc điều trị tâm lý ở đây đã có dịp khám sức khỏe tổng quát. Bệnh viện có lưu mẫu máu của cô. Nghe thấy vậy, cảnh sát liền tiến hành lấy mẫu máu và tiến hành xét nghiệm đối chiếu ADN. Kết quả cho ra chính xác đều là của Lâm Bạch Ngọc. Dựa vào những thông tin vừa tìm được, cảnh sát cực kỳ lo lắng cho Lâm Bạch Ngọc, sợ rằng với lượng máu đã mất nhiều như thế, tính mạng của cô bé cũng lành ít dữ nhiều. Câu hỏi lớn được đặt ra là có chuyện gì đã xảy ra với Lâm Bạch Ngọc? Chỉ có khi cô bị đâm vào động mạch chủ, cơ thể mới mất nhiều máu đến thế. Nhớ lại rằng, quả thật người họ hàng của Lâm Kỳ Sơn đã xác nhận đêm ngày 22 ông ta có đến nhà nhưng thời gian ra về thì chưa được xác định. Cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn kỹ lưỡng từng người ở trong gia đình họ hàng này với hy vọng có thể biết được thời gian chính xác Lâm Kỳ Sơn đã về nhà. Những người ở trong gia đình này vì nhậu say nên không thể nhớ chính xác giờ mà ông ta về, thậm chí lúc Lâm Kỳ Sơn rời đi rồi cũng chẳng ai hay biết. Tuy nhiên, một cậu bé nói rằng vào lúc 9 giờ tối, cậu ta đi học về thì thấy Lâm Kỳ Sơn bước ra khỏi cổng nhà họ. Cậu bé này đã xác nhận rằng lúc ông ta ra về không hề có biểu hiện của việc say xỉn, tinh thần còn rất tỉnh táo.
Thông tin này đã khiến cho cảnh sát cực kỳ ngờ vực vì nó khác hoàn toàn so với lời khai trước đây của Lâm Kỳ Sơn. Nếu đúng như lời khai của cậu bé kia, thì trong khoảng thời gian từ 9 giờ tối ngày 22, ông ta đã làm gì và ở đâu? Cảnh sát tìm đến nhà của Lâm Kỳ Sơn và tiến hành hỏi thăm hàng xóm xung quanh. Họ nói rằng quả thật Lâm Bạch Ngọc và Bùi Khải Lâm có về nhà từ chiều ngày 22 và sau đó thì không thấy họ đâu nữa. Chiếc xe buýt cũng không di chuyển trong khoảng thời gian từ 8 giờ tối cho đến 4 giờ 30 sáng. Tuy nhiên, một thông báo từ hàng xóm khiến cho cảnh sát có chút nghi hoặc, đó là bà Thẩm Lan. Vào lúc 11 giờ đêm, chợt nhớ ra mình chưa đưa bộ đồng phục lái xe cho Lâm Kỳ Sơn. Thẩm Lan vốn là thợ may trong xóm, đồ của Lâm Kỳ Sơn bị rách một đường khá to nên đã mang đến cho bà sửa chữa. Ông ta nói rằng cần có đồng phục để vào ngày 23 mặc, nên nếu ông không có thời gian qua lấy thì bà hãy mang nó để ở bên trên bờ rào vào tối ngày 22. Khi nhớ ra, Thẩm Lan đã tức tốc mang bộ đồ qua cho Lâm Kỳ Sơn. Tuy nhiên, bà đã đi cả buổi tối rồi mà chưa thấy về. Hôm nay đã là chiều ngày 24, tung tích của Thẩm Lan chưa được tìm thấy. Cảnh sát cũng đã điều người đi tìm, nhưng chưa nghe ngóng được thông tin gì. Mọi thông tin, diễn biến và manh mối về vụ án mà cảnh sát vừa tìm được đều xoay quanh Lâm Kỳ Sơn. Những điều này như muốn tố cáo rằng ông ta đang che giấu điều gì đó. Cảnh sát tiến hành xin lệnh khám xét ngôi nhà vì nghi ngờ đây chính là hiện trường nơi xảy ra vụ án. Chỉ có tại nhà Lâm Kỳ Sơn mới có thể dễ dàng vận chuyển cái xác của Bùi Khải Lâm vào cốp xe buýt mà không bị ai phát hiện. Trong thời gian điều tra, Lâm Kỳ Sơn có lệnh cấm di chuyển đến các tỉnh khác trong nước và cả việc ra nước ngoài. Vì vậy, ông ta chỉ có thể quanh quẩn ở trong nhà. Rất nhanh sau đó, cảnh sát được cấp lệnh khám xét nhà của Lâm Kỳ Sơn. Sự khám xét này khiến ông ta không khỏi lo sợ, dùng rất nhiều lý lẽ để ngăn không cho cảnh sát thực thi nhiệm vụ. Tuy nhiên, lệnh đã được ban, Lâm Kỳ Sơn không thể nào ngăn cản được. Mọi thứ ở trong ngôi nhà đều được lau dọn một cách cực kỳ gọn gàng và ngăn nắp. Cảnh sát phát hiện ra ở trong nhà tắm có khá nhiều chai nước tẩy rửa chuyên dụng, dùng để lau các vết bẩn bám lâu. Mùi nước tẩy này khá nồng. Vừa bước vào trong phòng khách, tất cả mọi người đều cảm nhận được nó. Chắc chắn, ở trong ngôi nhà này đã xảy ra việc gì đó mới khiến cho Lâm Kỳ Sơn phải dùng đến nhiều chất tẩy rửa để dọn nhà. Điều này khiến cho cảnh sát nghĩ ngay đến khả năng có lẽ ông ta đã mua chất tẩy rửa về để lau các vết máu. Tuy nhiên, nếu không có hóa chất lau dọn cực mạnh, các hạt máu li ti vẫn sẽ bám lại trong nhiều năm. Để tìm ra vết máu dù đã được lau sạch, cảnh sát tiến hành sử dụng luminol. Khi xịt luminol lên bề mặt khả nghi, tắt điện và đóng kín cửa sổ, bề mặt có dính máu sẽ phát ra ánh sáng màu xanh dương, ngả xanh lá trong khoảng 30 giây. Sau thời gian đó, các cảnh sát đầy kinh ngạc bởi hầu như trong phòng khách có diện tích tầm 40m², có đến 60% căn phòng có dấu tích của vết máu. Cảnh sát cũng tìm được một con dao ở trong phòng của Lâm Kỳ Sơn, ở trên cán dao còn dính máu. Qua xét nghiệm dấu vân tay, cảnh sát phát hiện ra có dấu vân tay của Lâm Kỳ Sơn và cả Bùi Khải Lâm. Còn vết máu ở trên cán dao, cảnh sát đã gửi mẫu đi phân tích và được biết đó là máu của Lâm Bạch Ngọc và cả Bùi Khải Lâm. Chỉ với nhiều đây bằng chứng đã khiến cho cảnh sát thêm phần chắc chắn về việc chính ông ta là hung thủ đứng đằng sau vụ án. Ngoài phòng khách ra, cảnh sát đến ngôi nhà khám xét, mục đích chính là để tìm căn phòng kho đã nhốt Lâm Bạch Ngọc mà lần trước đến bệnh viện đã được bác sĩ tường thuật lại. Quả thật là đằng sau nhà có một căn phòng được xây tách biệt với ngôi nhà với 4 bức tường kín mít. Căn phòng này đang bị khóa, vì vậy cảnh sát đã yêu cầu Lâm Kỳ Sơn mở cửa, nhưng ông ta không chịu. Cảm nhận được bên trong căn phòng này đang chứa điều gì đó quan trọng gây bất lợi cho Lâm Kỳ Sơn nên ông ta mới có thái độ như vậy. Cảnh sát quyết định phá khóa, khám xét bên trong. Khi cảnh sát mở cửa, đã phát hiện ra một người phụ nữ đã đứng tuổi, bị trói chặt chân tay, miệng bị bịt lại bởi keo dính. Người phụ nữ này có bộ dạng cực kỳ nhếch nhác, quần áo xộc xệch. Cảnh sát nhanh chóng giải cứu và y tá đã có mặt để kiểm tra sức khỏe cho bà. Sau khi thấy cảnh sát đã phát hiện ra có người bị nhốt trong nhà kho, Lâm Kỳ Sơn đã xoay người chạy trốn nhưng đã bị cảnh sát phát hiện và bắt lại. Ông ta và người phụ nữ vừa được cứu từ nhà kho đã được cảnh sát mang về đồn tiến hành thẩm vấn điều tra. Người phụ nữ vừa được cảnh sát cứu chính là Thẩm Lan.
Bà khai rằng vào tầm hơn 11 giờ đêm ngày 22 khi bà mang đồ qua trả đồ cho Lâm Kỳ Sơn, nhưng đã tận mắt chứng kiến thấy Lâm Kỳ Sơn thả Bùi Khải Lâm ra sau khi siết cổ anh ta bằng một sợi dây. Quá sợ hãi, Thẩm Lan đã núp vào một góc tối, một bên hiên nhà để Lâm Kỳ Sơn không phát hiện ra mình. Tại đây, bà thấy Lâm Bạch Ngọc nằm sõng xoài trên đất, xung quanh chỉ toàn máu là máu mà thôi. Trên người của Bùi Khải Lâm cũng có rất nhiều máu. Sau khi anh ta bị siết cổ, đã ngã lăn ra đất, Lâm Kỳ Sơn đã lấy một con dao dưới đất đâm vào bụng của anh ta. Vì quá sợ hãi, Thẩm Lan đã vô tình làm ngã chiếc ghế gỗ đặt ở cạnh tường. Âm thanh này đã đánh động Lâm Kỳ Sơn, ông ta đã phát hiện ra có người đã chứng kiến toàn bộ sự việc nên đã trói lại và nhốt trong nhà kho. Lời khai từ nhân chứng đã chứng kiến sự việc khiến cho Lâm Kỳ Sơn không có lời nào chối cãi tội ác mà ông ta gây ra. Lâm Kỳ Sơn đã nhận tội và khai toàn bộ sự việc. Ông ta nói rằng sau khi về nhà đã vô tình nghe được cuộc cãi vã giữa Lâm Bạch Ngọc và Bùi Khải Lâm. Trong lúc tức giận, Bùi Khải Lâm đã cầm một con dao tiến tới đâm vợ mình. Thấy con gái mình bị người ta sát hại, Lâm Kỳ Sơn quá tức giận nên đã lấy một sợi dây thép được treo ở trên cửa tiến hành siết cổ anh ta. Sau đó, ông đã nhặt con dao đã đâm con gái mình, đâm một nhát vào bụng của Bùi Khải Lâm. Sở dĩ ông làm như vậy là để trả thù cho con gái mình. Tuy nhiên, khi hỏi đến việc ông ta đã tấn công và xâm hại tình dục Lâm Bạch Ngọc từ khi cô được nhận nuôi đến bây giờ, thì Lâm Kỳ Sơn ấp úng, chối bỏ mình không hề làm những điều như vậy. Nhưng chỉ khi đứng trước bằng chứng bệnh án của Lâm Bạch Ngọc được phía bệnh viện cung cấp, thì ông ta đã thay đổi lời khai của mình. Ông ta nói rằng bản thân chỉ đang giúp cô khám phá cơ thể của bản thân mà thôi, chứ không có ý đồ gì khác. Lâm Kỳ Sơn còn nói thêm, nếu Lâm Bạch Ngọc không kết hôn với Bùi Khải Lâm để rời xa ông ta thì cô cũng không phải chết. Thật ra thì Lâm Kỳ Sơn đã biết hai người bọn họ đã có ý định kết hôn từ trước, nhưng vì muốn độc chiếm Lâm Bạch Ngọc, ông ta đã cố tình viết một bức thư có nội dung thô tục nói về cảm nhận của ông ta sau những lần xâm hại và quấy rối tình dục Lâm Bạch Ngọc. Lâm Kỳ Sơn để nó ở một nơi dễ thấy nhất trong phòng khách. Ông biết tính của Bùi Khải Lâm, hễ mỗi lần qua nhà ông chơi thì sẽ tìm tòi những đồ mới ở trong nhà. Tối ngày 22, quả thật là Bùi Khải Lâm đã thật sự đọc được bức thư đó. Sự ghen tuông lồng lộn ở trong tính cách của anh ta bộc phát một cách không kiểm soát. Với được con dao gọt trái cây ở trên bàn, anh ta đã dùng nó đâm thẳng vào bụng cô. Máu từ thi thể của Lâm Bạch Ngọc tuôn ra làm phòng khách nhuộm một mảng đỏ tươi đầy ám ảnh. Vốn đã không chấp nhận tình yêu của hai người bọn họ, lại tận mắt chứng kiến thấy cảnh người của mình bị người ta giết mất. Cơn nóng giận ở trong lòng Lâm Kỳ Sơn bộc phát, ông ta quyết định sẽ giết Bùi Khải Lâm để trả thù. Đó chính là động cơ gây án của ông ta. Sau khi giết xong, Lâm Kỳ Sơn đã lén lút chạy ra cốp xe, lấy chiếc thùng giấy cùng một chiếc bao ni lông to để tiến hành giấu xác của anh ta. Còn về xác của Lâm Bạch Ngọc, ông đã mang nó ra gốc cây me cạnh nhà để chôn. Khi cảnh sát hỏi về bức thư mà ông ta đã viết để chọc tức Bùi Khải Lâm, Lâm Kỳ Sơn nói rằng ông ta lau dọn hiện trường và đã vứt nó đi rồi. Cảnh sát tiến hành về nhà của Lâm Kỳ Sơn và đào dưới gốc cây me lên, quả thật đã tìm thấy thi thể của Lâm Bạch Ngọc. Khám nghiệm tử thi, quả thật là cô gái này đã bị chết vì bị đâm một nhát ở bụng trúng động mạch chủ. Trên móng tay của thi thể cũng thu thập được ADN của Bùi Khải Lâm. Dựa vào lời khai cũng như là dấu vết của Bùi Khải Lâm đã để lại ở trên hung khí lẫn thi thể của Lâm Bạch Ngọc, khả năng Bùi Khải Lâm đã giết Lâm Bạch Ngọc là rất cao. Khi được hỏi về lý do tại sao Lâm Kỳ Sơn chọn âm thầm chôn xác Lâm Bạch Ngọc mà không báo cáo vụ án lên cho cảnh sát, ông khai rằng vì sợ nếu nói ra, cảnh sát sẽ biết chính ông ta cũng đã giết Bùi Khải Lâm. Lâm Kỳ Sơn không muốn bị bắt, sở dĩ vào sáng ngày 23, ông ta nhờ Giật Nam lái xe giúp mình chính là để ông ta có thời gian ở nhà để lau dọn hiện trường. Sau đó đi làm như bình thường, đến khi tan ca sẽ lái xe đến một khu xa xôi, không có người và phi tang cái xác. Không ngờ rằng chiếc xe buýt bỗng nhiên có vấn đề, lại hư đúng chỗ anh ta cất cái xác. Vì thế mà kế hoạch phi tang xác còn chưa được thực hiện thì đã bị phát hiện. Lâm Kỳ Sơn thực chất là một kẻ biến thái, lại keo kiệt, bùn xỉn. Mẹ ông ta trước đây là một người phụ nữ bán hoa thuộc một đường dây mại dâm có tiếng ở Giang Tô. Từ nhỏ, ông ta đã sống cùng mẹ.
việc tiếp xúc với môi trường không lành mạnh từ bé đã khiến cho tính cách của ông ta bị biến chất, đầy méo mó. Sự biến thái của Lâm Kỳ Sơn cũng từ môi trường này mà hình thành. Ông ta cứ tiếp xúc với môi trường như thế trong vòng 12 năm. Sau đó cảnh sát đã triệt phá đường dây buôn bán mại dâm này. Lâm Kỳ Sơn đã cùng mẹ chuyển đến một nơi khác để sinh sống. Vì có quá khứ như vậy, dẫu đã đến một môi trường sống mới, cậu bé vẫn bị bạn bè cô lập. Từ đó Lâm Kỳ Sơn nuôi trong mình những tính cách nổi loạn. Trước đây, ông ta cũng từng có vợ, nhưng vì không chịu đựng được sự bạo lực tình dục lẫn cách sống khó chịu của chồng nên bà đã bỏ đi. Có nhiều lần người ta bắt gặp ông dẫn những cô gái làm nghề bán hoa về nhà. Trong khu ai cũng biết tính của ông ta nên chẳng có người phụ nữ nào chịu để ông lấy làm vợ. Khi biết tin ông ta nhận nuôi một đứa trẻ, mọi người rất bàng hoàng và hơn hết là sự lo lắng cho đứa trẻ này. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian cô bé được nhận nuôi, mọi người xung quanh đều thấy cô bé vui vẻ, hoạt bát nên cũng dần buông lỏng cảnh giác, giảm đi phần nào định kiến về Lâm Kỳ Sơn. Tuy nhiên, tất cả những điều trên chỉ là mặt nổi của cả một tảng băng chìm. Ông ta không những không thay đổi mà còn xem Lâm Bạch Ngọc là món đồ để phát tiết sự ham muốn về tình dục của mình. Sau 12 ngày kể từ khi Lâm Kỳ Sơn nhận tội, phiên tòa xét xử vụ án đã mở ra. Lâm Kỳ Sơn lần lượt mắc các tội danh là quấy rối, xâm hại tình dục trẻ vị thành niên. Đây là tội danh ông ta đã thực hiện với Lâm Bạch Ngọc trong suốt thời gian cô bé ở độ tuổi từ 14 cho đến 18 tuổi. Thứ hai, cưỡng bức tình dục với người có mối quan hệ là con gái nuôi, được công nhận bởi pháp luật. Đã làm thủ tục nhận nuôi thì Lâm Bạch Ngọc sẽ được hưởng quyền lợi không khác gì con ruột trong gia đình. Thứ ba, giam giữ người trái phép mà đối tượng bị hại ở đây chính là bà Thẩm Lan. Cuối cùng là tội danh lớn nhất, giết người có mục đích và phi tang xác. Chỉ với mỗi tội danh giết người, tòa đã phán tội tử hình cho ông ta mà chưa cần bàn đến ba tội danh trước đó đã gây ra. Tổng mức hình phạt tòa án dành cho Lâm Kỳ Sơn là 30 năm tù chung thân và tử hình. Sau phiên tòa 5 ngày, hình phạt tử hình đã được thực thi đối với Lâm Kỳ Sơn. Có lẽ những tội ác mà Lâm Kỳ Sơn đã gây ra phần nào là vì tâm lý đã được hình thành trong quá khứ tuổi thơ của mình. Một đứa trẻ sống trong môi trường mà luôn luôn phải tiếp xúc với tình dục, bán dâm và hàng tá những con người có nhân cách đạo đức không chuẩn mực, rất khó để trở thành người tốt. Hậu quả mà hành vi này gây ra cho xã hội là không thể phủ nhận. Đó là sự tấn công trực diện đến các nền tảng đạo đức xã hội, gây ra tâm lý hoang mang, lo sợ trong dư luận xã hội. Để phòng chống hiệu quả loại tội phạm này, cần thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật cũng như sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng. Các bạn thấy hung thủ và vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và đừng quên like, đăng ký kênh để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.